Ok, hai xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Mình Leo Bữa đây, mà ngày hôm nay mình sẽ làm clip về DA với lại mini mi của mình. Và quay tay hơn ngàn viên. Thanh niên mua người cầm nguyên cái cây giáo này mình chọc vô nào. Để cái này đây. Quay tay nè anh em. Quay lên. Quay lên. Quá thật quá kẹt. Bắn dữ dội lên. Bắn dữ lên. Quá thật. Mà nó chỉ mục tiêu. Ơ à, tự nhiên cái bị cái nó bị gì vậy? Cái nó của mình bị gì nè? What the hell? Trời nó định mệnh. Đứng đây cày từng cái súng của mình. What the fuck gì vậy? Ra ra tao bắn giết hết. Bắn bỏ bé. Bắn bỏ. Vừa ra là tao bắn bỏ. Đừng đưa nhà tao à. Ngo nhất cô. Rồi ra bắn bỏ. Ra là bắn bỏ. Ơi đừng người đi đâu vậy? Ở đi đâu vậy? Thiệt tình nè. Ok. Khẩu súng điện thoại của mình đây. Khẩu súng mà chạy do không phải nó là tốt nhất của mình là đây. Thôi tốt nhất đem này vô nhà. Trong đây có nhân vật gì mà nghe thanh khó thiết. Em cho bom mà nghe nghe muốn nứng rồi. What the fuck gì vậy? Cái nhà kia ông nội. Ông nội mẹ thôi. Cái nhà cũng mấy thủ nữa thì tình nè. Chết đi. Trời là trời mấy cái thủ này nó ăn cua gì cùng nãy chơi cái chen gãy ngứa vậy. Bắn nguyên cái băng cái mặt nó về mình nó chả chết. Chả có mất miếng máu nào luôn. À, cái trận mà zombie hồi nãy thì mình bị kích. Do là cái gì mình đứng top nhiều quá cho nên là bộ tụi nó kích. Chấp trẻ trâu làm cái gì kệ đi. Giờ đi khỏe ơi. Trong đây chả có ai kích được. Chả có ai rảnh kích được. Ai cũng cần những người đồng đội hết trơn. Đó là chiến đấu của mình được. Chả có ai rảnh mà đi kích đâu. Tôi đứng top cái nào đi nữa cũng chả có ai kích đâu. Với lại bây giờ mình vào sâu nên mình đứng bét mà. Có tòa heo mình thấy một đống tên lửa dưới đây mà. Ôi rồi. Ôi rồi cái nhà đang bị nó đang bị sập kìa. Còn một đống mớ ngoài này luôn. Trong nhà kìa. Úi dồi ôi. 100 có quái chẳng. Quái. Ôi, một đống cái lửa ra đây luôn nè. Ôi, một đống cái lửa đây không ai bắn luôn. Bắt tục bắt gì vậy? Bờ lờ cái tem. Nó gật lòi đít ra, nó thì đi cái khẩu này nè. Nó gật thế mà mẹ ai cũng tính hát. Đam cao quá mà.
tam cao nhỏ là xịt lội nhất ra chứ mẹ nào cầm nó bắn nã liên thanh dữ lì con chuột trời là trời lát nó lát trời giật lòi lòi chỉ luôn á thiệt chứ. Cái tam con tôi đờ mờ tụi bay. Cái chế độ này không hiểu tại sao mình không thể nào bơm máu được nha các bạn. Không thể nào bơm máu được. Kỳ á. Bơm máu mà bơm máu dạng cái tím này nè không bơm được. Nhưng mà cái xanh này chưa thử. Ờ à, xanh thì được. What the fuck. Tao đang định đổi đổi súng. No nhà bao. Ai dùng cái này chết nhé con. 12 con chết sạch. Thôi ra ngoài cày luôn. Ổng này chỉ có ra ngoài cày thôi. Tụi này không biết có hết sọt được không ta. Không thấy đầu của tụi nó không trơn mà. Tình chứ gần hết quái rồi. Khẩu này phải nói mình cầm mình chỉ giết được. Mình phải nói là đồ à, trong suốt cái lần mà giết con quái trong y nè, mình chỉ thấy mình giết được có 2 con quái thôi. Nhờ bằng cái súng này nè. Nó là giỡn. Đam nó là yếu. Cái này chỉ để chạy giòn thôi. Rồi đó. Ở đây là cảnh tượng nó đẹp mắt nhất mình thấy. Nhà mình mà tem này mới đến được cái màn nó là cái màn này vậy chứ. Lên anh em. Yeah, không lên. Lên. Trời ơi yeah. Rồi là chờ thì tình luôn chứ máu mình vừa đầy luôn. Biết gì nãy khỏi bơm cái máu kia vô làm gì không biết. Định mệnh giờ mới nào. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Cậy luôn. Tiếng anh em. Chơi nó. Chơi thì cái mặt xấu xa cũng hiểu hay. Cái tay nào. Wow, còn 3 mấy gì cũng chiến được con lính này. Nhìn nó giật chứ các bạn thấy nó giật chưa. Nó giật y chang như chưa từng được giật. Để luôn. Nè bắn cái chỗ này đó. Lúc mà nó hở cái chỗ ra là cái chỗ điểm yếu đó. Nó bắn cho cái điểm yếu đó, nó là ok rồi. Ơ nó nhắm mình. Chạy. Chạy. Cái lúc kia nó đuổi bằng cái này các bạn chỉ cần là lấy xuống nhẹ các bạn chạy nhảy là ok. Ở đâu vẫn còn nhắm mình mới thiệt chứ đau quá. Ở một viên của nó dính cái người mình không năm giòn rồi nữa nó không tha tao được hả quỷ. Yeah mày yếu rồi không không lấy kia được. Ở đâu vậy? Nó còn nhắm mình nữa kìa. Nó chạy thôi. Nữa, mẹ mày nhắm nó hoài vậy. Lại lưu quát cá nhân quá à. Mọi cho tao bắn một viên coi đợ mờ tụi bay. What the fuck kẹt. Nữa.
Mày giết tao hoài vậy thằng điên. Tha tao coi. Nữa. Nghĩ luôn đi. Nữa tao không tha cho mình. What the fuck gì vậy? À, thằng quỷ khốn nè em. Thằng quỷ khốn nè em, tao không có chính giọt à. No. No. Tôi chạy thôi. Con mẹ nó vẫn đang chí. Vậy em hiểu rồi. Rồi vẫn dí theo à. No. No. No way. For no. Yes. Kẹt. What the fuck gì vậy? What the fuck gì vậy? Đồ ơi. Mày dí đâu cho mày bắn như nào luôn cái ghê. Yeah, giết luôn. Đồ mờ thiệt chứ. Nó đánh mình đúng không mà không cho mình về một viên nữa. Cái súng này hết đạn cái ghê. Đậu xanh nhà mày. Đậu xanh á.